Yo và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Day Gaming, và hôm nay mình sẽ quay trở lại tiếp tục với cái game The Crew 2 này. Và chỗ mình đang đứng đây hiện tại phải nói là rất là quen thuộc đối với mình và các bạn luôn. Thì chỗ này là đại lý bán xe nha các bạn, chỗ mà mình từng tới và mua rất là nhiều siêu xe từ chỗ này. Thì hôm nay mình nghe nói phong phanh nguồn tin đâu đó nói cho mình là hiện tại đại lý mới nhập một số lô xe mới về. Và trong cái lô lần này có một con mô tô khá đặc biệt mà trước đây mình với các bạn đã từng mong chờ ha. Đó chính là con Honda CBR1000RR phiên bản SP2 nha các bạn. Hơi đáng tiếc một xíu là hiện tại thì không có con Honda CBR1003R. Nhưng mà có con này phải nói là ok rồi, đủ rồi, tạm rồi các bạn. Trước đây mình đã từng đi con cá mập nè, rồi đi con Su GX nè. Thì mình rất là muốn có một con Honda CBR để mình test với nhau, nhưng mà không có. Thì bây giờ đã có rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn mua con xe này về, và mình sẽ xem coi nó độ được những cái gì. Tiếp theo thì mình sẽ test max speed cùng với team của mình nha các bạn. Hiện tại là mình đã rước em nó về nhà rồi, và bây giờ mình sẽ cùng với các bạn vô xăm soi thử là xem em nó bên trong từ game The Crew 2 này thì có gì đặc biệt và thú vị ha. Thì bản SP2 là một phiên bản gọi là được nâng cấp toàn diện so với những cái phiên bản SP1 hay là bản thường luôn các bạn. Đường kính piston to hơn nè, phục điện trước sau các thứ, rồi nhiều mod chạy, rồi nhanh hơn này kia. Nói chung là nó nhiều lắm, các bạn Google các bạn đọc giúp mình nha, vì mình cũng không nhớ được lắm á. Có một cái trong game này, từ lúc mình mua xe này về tới giờ mình thấy là trong game nó làm hơi lỗi ở cái phần các bạn nhìn cái con heo á. Heo trong này á là heo Brembo, phuộc trước sau là phuộc của Olin, là phuộc điện luôn, nhưng mà nó không có mua bản quyền được, cho nên là các bạn nhìn cái con heo nó xám xịt à, và nó bị lệch luôn nữa. Mình nghĩ là do bên game người ta muốn làm nhanh, người ta đưa vô game á mà kiểu chạy deadline không kịp á, các bạn nhìn nó bị lệch hơn so với cái đĩa, nhìn nó tức tức làm sao ha. Nè quick ship nè, bây giờ mình sẽ lên yên mình ngồi cho các bạn xem thử để máy đâu có thứ ha. Tua máy nè các bạn. Ở bên góc bên phải dưới cùng cũng có báo cái số tua máy ha. Rồi BTEB cái thứ là chế độ chạy thôi, rồi báo số nè. Con này nó còn có cái báo LED đồng hồ nữa mà hiện tại mình không thấy, không biết là chạy thì nó có hay không. Tiếp theo là mình có cụm công tắc rất là nhiều nút chỉnh ha các bạn, hai bên cụm. Rồi bây giờ mình sẽ vô mình độ luôn ha, không có đợi lâu nữa. Đây, bây giờ mình sẽ vô phần visual. Đầu tiên là cái đèn trước của mình. Đèn trước mình có thể là chọn kính đen hoặc là full carbon. Ôi, tính là carbon nhìn đẹp ha, mà màu đỏ này nhìn vẫn đẹp hơn. Có cái tem nhìn nó bị vỡ nè các bạn, nhìn nó không được chi tiết nè. Cái này nó lại rõ kỳ cục vậy ha, cái này nó hơi mờ mờ, cứ để này trước đi. Rồi tiếp theo là cái dè trước của mình là carbon hoặc là rút ngắn cái dè hơn hả? Thôi ghê quá, để mặc định đi, nhìn nó hay hơn, nó mất cái chỗ mắt cá phản quang của mình luôn, cho nên thôi ok. Phần ghế thì mình có thể con này độ một phát là full carbon luôn các bạn. Tem này vẫn đẹp, tem kia nhìn nó sao á. Đây nè, bên này là mình độ những cái phần cái cánh gió ngay khúc này nè các bạn. Bên hông này nè, hai cái ốp bên hông á này sẽ là carbon. Cái này thì được nè, tại vì cái này người ta sẽ không chú ý tới nhiều và mình vẫn giữ được cái màu sơn của nó. Còn cái thứ ba là độ nguyên một cái yếm luôn, nguyên cái cánh yếm từ đây xuống đây luôn là nó carbon hết luôn. Thì nó tới thui không thấy được cái chữ ha. Rồi tiếp theo là mâm màu đồng nè, màu đen nè, rồi đỏ, rồi trắng, nhìn nó chuối. Rồi tiếp theo là mình sẽ tới cái phần cái gắp phía sau. Gắp phía sau nó có cái màu đỏ hoặc là carbon. Cái này nên độ, là những cái chi tiết này nên độ rồi các bạn. Để màu này thì nhìn nó đẹp không, nhưng mà nó lại đó. Nhìn xe nó mạnh mẽ liền, gương chắc chắn là phải bỏ chứ, sao mà gắn được. Bây giờ tới phần ống xả thì nó vẫn để là visual, là những cái hiển thị cho có thôi, chứ thật sự thì nó vẫn còn liên quan tới nhiều thứ khác. Đây là ống xả có cái ốp màu đen nhưng mà vẫn là zin. Đây là hai cái ống xả, trời ơi cái gì vậy trời. Honda CBR chứ đâu phải là Ninja Z1000 đâu, mà nó để hai cái ống bô nhìn nó cho nó xấu, mất thẩm mỹ, giả mang luôn. Cái gì vậy, đâu phải cào cào đâu, cái ống bô kỳ cục quá à. Bô này thì nhìn nó lại các bạn thấy nó kỳ không? Cái bô này nè nó rất là kỳ cục, còn hai cái bô nó lại kỳ cục hơn nữa. Cái này để bô zin nó còn đẹp hơn á các bạn, thiệt luôn á, nó dắt lên trên nhìn nó ghê quá. Còn cái này là bô độ titanium nè. Bô slip on các bạn thấy đây nó có cái phần cái cổ để nó nhét vô móc hai là so lại á. Thôi để bô zin đi, thật sự là con này không có cái bô nào đẹp, chứ cũng không mua được bản quyền nữa. Ây, cái này đẹp nè, để hai xi nhan nó bị thô lắm. Đây là mặc định cái dè zin, đây là dè rút ngắn lên, và đây là cái dè mà bỏ hai xi nhan đi. Thì biển số này như vậy là ok rồi, đẹp rồi. Ở đó, sau khi độ xong thì con xe mình nó tình trạng như thế này. Theo như mình thấy thì nó đẹp,
cái gấp này lên carbon đẹp nè, còn cái ốp sườn này thôi để nhìn nó hay hơn. Có cái bô mình nhớ nó kỳ quá, tới ai đời con này dắt cái bô tút lên trời như cào cào cào, con này đâu phải cào cào đâu, con này con bò rừng mà. Bây giờ mình sẽ cùng với các bạn test thử mask building của em nó, sau đó thì mình sẽ gắn đồ độ lên và mình sẽ test cùng với team của mình nha các bạn. Ok, đi thế nào? Hiện tại là mình đã đem xe xuống đường rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ đề máy nó lên để xem coi tiếng của con xe này có khác với những cái tiếng bốn máy trong tựa game The Crew 2 này hay không ha. Rồi, đề máy thôi. Theo như mình nghe ban đầu thì mình thấy là nó không có gì khác biệt lắm ha các bạn. Giống như kiểu là copy và pass của mấy cái con xe kia vô vậy, chứ nó không có khác lắm. Bốn máy nó na ná nhau, nó như nhau thôi. Bây giờ mình sẽ test thử mask speed xin chưa có độ gì hết ha. Ở đường cao tốc mà cha đi qua giữa đường luôn kìa. Chết hay gì á. Số 5 260, 270 rồi. 287 là hết tua nha các bạn. Số 5 thôi á. Số 6 hiện tại mình đang chạy được là 307, 308 km/h, có đẩy lúc nãy lên được 310 nhưng mà xuống lại rồi ha. Mình như đang lên dốc rồi. 299, 300. Theo như mình thấy thì nếu mà xe zin thì tầm khoảng 300 trong loanh quanh chỗ đó, đặc biệt có đoạn nó sẽ lên dốc, có đoạn nó xuống dốc. Đoạn này nó hơi xuống rồi các bạn sẽ nó nhanh hơn, xong rồi đoạn nó lên lên nó lại chậm xuống xíu ha. Đây đèn phanh của nó đây, cực kỳ đẹp luôn nha các bạn. Cực kỳ đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ nhờ team mình lấy một con xe che gió, sau đó mình sẽ test mask speed zin, thì rồi xong hết mình sẽ gắn đồ vô và mình sẽ test lại mask speed xem như thế nào ha. Số 5 lúc nãy của nó là gần 208. Rồi bây giờ đứng đợi đây để team mình lên cái đã, xong rồi che gió thử nha các bạn. Ok thì bây giờ mình sẽ test xe zin cùng với Ngáo và Hòa nha các bạn. Thì mình sẽ nhờ Ngáo với Hòa che gió cho mình để mình chạy lên xem là mask speed zin con này là bao nhiêu ha. Bị Ngáo đi con Kawasaki KZR đúng không? Rồi đi đi Hòa, xe Ngáo sao che được, ôi tuổi gì. Số 5 có gió che nè. 289 nha các bạn, 289 hết tua. Số 6 là 327, 326, 327 hết tua. Xe này xe zin chưa độ gì hết à. 327 nè, Ngáo chạy nhiêu? 327. Ủa, sao cách một đoạn. Anh đang 327 nè, 327 là hết tua luôn rồi nè. Các bạn nghe cái tiếng nổ bát phai không? Tiếng gọi là hết tua máy, không thể nào chạy lên được nữa. Rồi, hay quá bà ơi. Lo có được đâu. Rồi, bây giờ mình sẽ tắp vô, mình gắn full đồ ha. Đồ bên con xe này thì mình không có nhiều lắm. Cái là mình cũng không dùng nitro các bạn, cho nên là mình chỉ gắn đồ vàng thôi cho nó tượng trưng thôi, chứ còn mà gắn full nữa nó còn chạy nhanh hơn xíu nữa kỳ cục lắm. Đây ha, 230 zin hết. Bây giờ mình sẽ gắn lên 208 cái, 208 hai cái, rồi 208 bên này. Mình ưu tiên mấy cái có cái hình núp gió, thì khi mà mình núp gió nó sẽ nhanh hơn được một khoảng nữa. Nó chia ra nhiều cái lắm. Đồ này mình cũng ít cày, cái này phải cày, cày cực khổ lắm á, mà không phải mình cày nữa, tội nghiệp mấy team mình nó cày chứ không phải mình cày. Ok, bây giờ mình test lại ha, mình test một mình trước rồi từ nha mấy quỷ. Rồi mình sẽ lấy ba con ô tô mình test với nhau ha. Tua nó kéo dài hơn rồi nè. Để coi số 5 nó đạt được bao nhiêu. 298, 297. Wow. Số 6. 321, 322.
322 km/h là đứng luôn rồi các bạn. 323 nè, 24 nè, ủa đây là xuống dốc rồi, 25, 26 hay xuống dốc rồi, 25, 26, 27 là xuống dốc rồi. Chứ đang chạy nhưng mà kiểu mà nó lên kiểu vậy là chỉ có xuống dốc thôi. À, tính là số 5 mình gần 299 rồi đó, 298, 297 là cũng khá là nhanh rồi. Bây giờ ai chơi gió cho anh cái gì? Quay lên đi Hoàng, quay lên đi Hoàng. Ngáo đi xe gì ta? Này có người dây gió này để xem coi. Từ nha Hoàng ơi. Rồi số 5 nè, đi đi Hoàng. Vẫn là 299 các bạn. Chứ như kiểu mình ở ngoài đời mình chạy mà bị khóa cái đồng hồ lại á. Số 6 nè, 337, 338, hết tour luôn. Ok, bây giờ mình sẽ nhờ Ngáo với Hòa đi mỗi người một con ha. Rồi bây giờ anh em mình lấy xe ra mình lượn một vòng xem như thế nào. Cái đèn hậu của nó đẹp thực sự luôn á. Nguyên Ngáo này cho khác rồi, cái xe nó ghê. Con Lamborghini Ego Star mà nó độ bạch công tử, trắng bóc trắng từ kính lái cho tới xuống dưới cái vỏ luôn. Không có chừa chỗ nào hết trơn á, ghê thiệt chứ. Rồi hiện tại là Hòa đi con Kawasaki Ninja H2, còn Ngáo đi con BDX3000 được rồi nha các bạn. Đây là phiên bản thường nha, Touring á là nó sẽ có một cái mắt nó bị màu vàng nha các bạn. Nó nhìn bên H2 người ta có heo Brembo các thứ, nhìn bên BMW heo cũng xịn sò, nó cũng ngay hàng thẳng lối, còn heo mình nó lợt tuốt dưới luôn. Không hiểu. Cái con xe này nhìn nó cái độ chi tiết của nó thua xa con Suzuki và Ducati nha các bạn. Ducati nét cực kỳ luôn, xong rồi tới con Suzuki, còn con này nó kiểu cho có cho vui á. Ok mọi người chuẩn bị nha, núp gió chuẩn bị sẵn nè, núp gió sẵn nè. Rồi 1, 2, 3. Ui, lên đầu luôn kìa. Sao mấy quý cái lẹ vậy? Tính ra anh lách lại để anh hôn núp gió luôn, để hồi mình tách ra xa xa xíu, nãy mình đứng gần quá nó bị núp gió. 330. Kìa lên kìa. Ngáo ơi. Cái thùng của người ta Ngáo ơi. Ủa rồi quà nó mất tiêu rồi. Mang tiếng H2 nó mất tiêu rồi. H2 sau lưng nè. H2 núp gió luôn á. Ơi. 333 km/h có gió nè, này có gió nè. Ok, coi như là nói chung là test mang tính gọi là tham khảo thôi chứ gọi là phân thắng bại thì khó lắm các bạn, tại vì game nó cũng có khi nó giới hạn mấy con xe này ở một điểm á, thì các bạn cũng không thể nào test được hơn ha. Bây giờ mọi người đứng một góc đi, đây anh đứng bên này rồi Ngáo với Hòa bên kia đứng cách xa xa đâu. À, sau khi mà mình sắp xếp vị trí xong thì các bạn thấy là ba con xe, mỗi con xe cách nhau một khúc nha các bạn, cách nhau 2m á. Ok bây giờ cù đếm giùm nha cù, đếm 1, 2, 3, nắp gió sẵn nha. Rồi chơi nè cù ơi. 1, 2, 3. Con này tính ra lúc mình núp gió đề ba lên nó giật cái đầu cái á. Tội nghiệp hoài. Ê tính ra con H2 đề ba lẹ quá ta. Đôi đứa đề ba cũng lẹ luôn. Mà con Honda đề ba chậm quá, nhưng mà hậu thì nó lại ăn nè. Hậu thì nó lên rồi nhưng mà nó thua con H2. Không mà công nhận lúc mà đề ba ăn hoài đề ba lẹ thiệt. Xong rồi tới con cá mập, xong rồi cuối cùng là tới con Hòa nó đi luôn rồi. Nhưng mà cái con này á các bạn để ý nha, mình núp gió xuống rồi, nhưng mà lúc mà từ số 1 mình đề 3 mình giật cái xe, nó giật cái đầu lên phát nó bị chậm ở cái khoảng đó á. Đồ Ngáo tới sao được rồi, tới không núp gió sao mà tới, không núp gió cách nhau lắm em ơi. Nhìn heo nó lệch lệch ngứa thiệt, không thể chấp nhận được. Trong đi cho nó đỡ đỡ chứ. Cái kính gió con này nhìn nó vuông góc ra. Mấy kính gió con kia kiểu nó cong cong nhẹ nhẹ, con này nó cong khác ngay đại giữa. Ơi, con kia nó chuyển làn mà nó thi nhanh kìa trời ơi. Trời. Nè các bạn xem lại nè, bây giờ mình nè, đây là bình thường đúng không? Thì các bạn đề ba nè. Đó nó lên cái đầu nè, rồi khi mà mình núp gió xuống nè, nó vẫn lên đầu các bạn. Không hiểu cái gì. Ngáo mới làm cái gì ta? Nè cái này thì mình không nói luôn, khi mà mình giật cái người bắt đầu thì mình không nói rồi, nhưng mà con này đề ba lúc mà từ số 1 lên á. Ngáo đề ba thử, ngáo đề ba thử, ngáo đề ba thử,
đó lên có xíu mẹ. Ờ còn con này nó lên ghê lắm nè, ghê con này ghê nè dạ. Nè đó, nó dở cái đầu lên luôn, mấy đứa thấy không, nó dở đầu lên luôn nè, đó nó dở đầu lên luôn nè, nè để bình thường nè vẫn dở lên nè, kiểu nó mạnh quá hay gì á, hoặc là cái cấp số 1 của nó cái lực kéo nó quá mạnh á các bạn, khi mà mình nhít ga phát nó giật cái đầu lên luôn, vô cái thứ nhất cũng thấy luôn nha. Đây đề ba nè, đó nó lên cái đầu con cái xong rồi nó mới chạy đi, thành ra là nó bị chậm hơn một khoảng so với những cái con kia ha. Đấy là lần cuối rồi, bây giờ sau đó thì mình sẽ đi phượt với nhau, tức thiệt chứ. Rồi, bây giờ mình sắp xếp lại giống như lúc nãy ha, mọi người đứng một len đường sau đó sẽ đua với nhau. Rồi, Tết là lần cuối nha các bạn, sau đó thì mình sẽ đi phượt với con CBR1000RR này một đoạn nữa mà sớm video ha. Ok, Jun ơi, đếm cho mình nè Jun ơi. Ok anh ơi, chuẩn bị chưa? Rồi. 1, 2, 3. Nó lên đầu xíu tức thiệt chứ. Quỷ quay chạy đi, đề ba đúng nhanh luôn á. Ngáo đầu ta, ngáo mất tiêu luôn ta. Ngáo tốt dưới luôn kìa. Kì vậy ngáo. Ồ, bay à. Đang con xe nó đang chạy. Tức thiệt chứ. Thiệt chứ trận đời thấy con H2 nào mà nó gắn cái đèn với nó chớp chạy trâu hết chỗ nói luôn. Bây giờ test lại nữa nha các bạn, nãy xe kia nó đụng. Ok bây giờ núp gió nè. Trời hơi mưa nha, mưa đều hết ba người luôn, núp gió quá ơi, núp gió quá ơi. Không có lên ga trước luôn nha. Rồi đếm đi Jun. Rồi mọi người chuẩn bị nè. 1 2 3. À, rõ ràng luôn, xe qua đề ba nhanh hơn, nhưng mà đoạn này mình lại hơn nè, đoạn giữa nè còn xe ngáo bỏ luôn. Ôi dâm bần cá mập. Thôi người ta đợi 2015. Thôi này đợi 2018 chứ nhiều đâu, hơn chút xíu rồi. À bây giờ mình sẽ đi phường luôn nha các bạn, điểm mình có chắc ở bên kia rồi. Do nay không có đủ người với lại không có đủ xe để coi đợt sau mình có gì mình test tiếp, nhưng mà con này nó hơi thất vọng nhẹ cái chỗ là chi tiết nó không có được sắc sảo cho lắm, nó hơi rẻ tiền, kiểu chạy deadline chạy không kịp á, các cái quần lên chạy cho nó kịp, cho nên là nó hơi rớt nhẹ con heo xuống dưới xíu. Rồi hai biết khi chạy cho cố vô. Ủa tính ra cái đường này đường cao tốc nó đâu có cho quay đầu đâu, nhưng mà thôi quay đi, không biết gì đâu. Đường này quay đầu vừa quay qua xe nó hút. À đúng rồi, con này nó thiếu cái nên là cái led. Led nó không có báo, con su nó có báo không ta? Không anh. Ờ. Nào báo. Vậy hả? Chứ nếu mà nó có báo thì ngon rồi. Lộn đường lộn đường. Tính ra cái đoạn đường này mình đi hôm nay nó rất là đẹp nếu mà trời nắng, nhưng mà nó lại không có nắng, nó có mưa. Gì sao mà lủi được. Mũi xe qua người qua nó bị đẩy đâu biết sao, nhìn nó cười đó. Nó bên này biển vàng cát trắng mà trời mưa tức không, thì nắng lên rồi kìa. Lỡ chui vô gầm xe tải chứ thôi mấy bạn, mình đang lên rồi mấy bạn. Đó, trời nắng lên lại rồi kìa, trời ơi tức. Biển đẹp quá trời luôn, bây giờ mình sẽ đi qua bên góc bên kia ha. Thì đi thẳng lên á, rồi có cái đường hầm á, chui vô đường hầm đi. Nghe tiếng bô rồi các thứ. Làm cái tiếng backfire nó không được thật cho lắm á, backfire thế nào cũng nghe như nhau hết trơn, nổ cũng một điệu đó luôn. Ôi coi đâu trời mưa mà thắng á, nó lật cái đít xe luôn. Đây bên này nè, trời mưa đang chạy mà thắng nó lật cái đít xe luôn. Nhìn nó trong cái gì thứ nhất á các bạn, chỗ cái kính nó nhìn nó nhanh nhưng mà ra đây nhìn nó chậm, nhìn nó kiểu lướt qua chậm á.
xíu nữa là dính rồi. Rồi, à có cái đường ở trước mặt nha mọi người, mình sẽ quẹo qua, không biết là nó có như là đường trên cầu rồi. Anh em ơi, upgrade nha anh em. Upgrade nha, mọi người lượn dưới. Nè, có đường đi nè. Đó, ai nói support bay không có đi upgrade được. Đây, đi theo đường này mình sẽ chui vô hầm. Mất tiêu H2 rồi. H2 chắc là lọt ở đâu rồi. Rồi, vô hầm. Cái hầm này cái tiếng nó không có vang, có mấy cái hầm kia cái tiếng nó vang hơn, cái hầm này kiểu cái tiếng nó vẫn như bình thường à, không khác biệt nhiều lắm. Nó đây gần sân bay, nãy giờ mình thấy máy bay lên xuống quá trời luôn, nhìn đã thiệt chứ. Nãy là lỗi thôi. Ê, đừng có nói xui vậy. Sao tao không được, trời. Ôi. Ôi. Nhiều xe quá. Hắn không kịp. Rồi đó, ok, bây giờ tụi mình sẽ tìm một cái cung đường nào đó nó ngoằn ngoèo hơn xíu ha, cũng như là đợi trời tối thêm xíu để cho các bạn xem được cái ban đêm của xe này. Và nhá đèn đi chứ lão. Ok, đợi xíu nha các bạn. Ok các bạn, bây giờ mình sẽ đi phường một đoạn nhỏ như là test khả năng upgrade của con Honda CBR1000RR này ha. Thì mình vẫn đi xe cũ thôi, cái bên mình là ngáo đi con Ducati. Và các bạn nhìn nè, giữa một con xe đồ real với là đồ pha ke thì bên kia có heo Brembo, có chữ đỏ đàng hoàng luôn, có chữ Brembo luôn. Trong khi con heo của mình nó đặt lệch xuống một xíu luôn. À, phục sau người ta có chữ Olin luôn, chủ mình nó mất tiêu, ai lột mất tiêu rồi. Bên kia bô Agrabovic rồi Terminoni, bên mình thì bô Jin thôi, chứ còn mấy cái bô kia là bô cào cào, không biết nó chôm đâu, nó gắn vô á. À, kế bên ngáo là năm đất đi con Suzuki GX S1000RR. Ủa đúng không ta? GX 1000 hay là GX S1000 gì quên mất tiêu rồi. Cuối cùng là hoài đi con MV Acusta F4RR ha. Hả? G1000. À ok. Rồi bây giờ đi mọi người, đi. À, mình đang đứng ở một cái chỗ phải nói là vị trí rất là đẹp luôn á. Đi một đoạn rồi mình sẽ có một cái cung đường đi vô khu upgrade ha, xem như thế nào. Đây chỗ nãy mình đậu là nguyên một cái nhà thờ rất là to và rất là đẹp luôn. Đi. Chạm chạm với nhau trái châu nha. Không có nhà thờ cả chỗ. Rồi, quẹo nha. Từ từ thôi. Bởi đây đâu bà. Đi đâu vậy bà? Đi chung với anh em đùa ơi. Rồi, từ từ thôi, đấu gì đâu. Từ thôi mà núp gió, lên xuống. Ai thèm núp đâu. Ui. Ui trời đảo quá. Từ từ thôi. Ê, định bóc đầu nhưng mà bóc không được. Đó, hôm nay đường rất là đẹp, rất là thoáng luôn, không có bị trời mưa nữa nha các bạn. Đó, chạy châu, chạy châu. Sao quỷ nó giữ được lâu ta? Không bị bung vậy, nó không bị biến hình vậy. Dạ, đừng nghe quá, trời ơi. Qua nó thằng hoài định ép hoài ta. Không biết gì đâu. Lên cái đầu xuống hàng rào luôn. Ủa này Nam Đất ơi, mình học lực á em. Người ta kêu là mình vượt bên trái giống như vượt bên phải nha. Vượt bên phải nhìn Nam Đất đập vô tường, không đập vô xe tải, không đập qua đập lại đập hoài luôn. Chán thiệt.
tính ra cái đường này nó cũng gắt đó chứ. Ủa cái đường này nó gắt vậy? Cái đường đều này nó gắt vậy. Để mình vô mình nhấc đi nó mới đã chứ. Bên ngoài các bạn nhìn cái ô xe nó cứ lắc qua lắc lại nhìn nó kỳ lắm, nó không có được real cho lắm. Xe pha ke không? Về. Xe pha ke gì, tại người ta chưa mua quyền, tại chạy deadline nên là tao không làm kịp thôi. Ok mà pha ke. Chị chồng. Áo camo là quà, quần trắng là nam đất, còn quỷ nón trắng là ngáo đó, đặc điểm nhận dạng của team mình. cái đoạn nãy mình chạy nhanh á, xong rồi mình thắng á các bạn, cái xe mình nó bị quẩy đuôi cá không, nó lắc một phát xong nó lủi dưới kia luôn. Đời nữa giờ ăn chuối lâu rồi. Đường này gắt hết chứ, đường này toàn mấy cô gắt không à. Đó. Quà nó dính xe luôn rồi. Ủa em vượt ngay cô luôn quà. Đồng đội. Đây có 200 mà. Chẳng có người ta không lại. Đó, trời từ từ. Nè, lên đầu nè. Em anh em mình là heo heo bồ. Lâu. Ôi. Vậy mấy kia nói gì á, nói gì sau lưng á. Nghe nha. Nhưng mà xe mạnh bằng xe này không? Ôi, ra đua thử của anh. Chơi, ủa đường này sao đua? Chắc là thứ lâu rồi. Ê, bốc đầu nè. Ui. Trời, quà bốc đầu thử quà. Lên đầu đó qua đường thẳng đó qua. Từ tốc độ này nó nhanh quá rồi. Ây da, cái gì vậy Năm? Đang chạy qua dừng giữa đường. Ôi, lên đầu nè. Ôi, ngáo ơi, làm được ngáo. Đường ghiêu có làm được vậy không, đường ghiêu làm được không? Anh tên để số 2 lên đầu á. Ồ, nãy giờ đang số 2 luôn á. Ê, tính ra anh để số 2 lên đầu luôn ngáo. Anh để số 2, anh số 3 sao lên đầu được. Ừ, được mà, cái gì vậy? Vậy ta, ngáo nó nói gì ta. Tính là nó vừa để số 2 luôn á. Số 3 em lên được nè. Số 3 lên được mà. Gì không biết nữa à. Để qua cua này cái đã. Lên đầu trong cua cũng được nha. Ông nào định kêu lên đầu qua cua thôi bỏ đi. Sao bẻ được. Nghe lên bình thường, số 3 lên bình thường. Số 4 lên cũng muốn rớt rớt. Để mình qua này cái. Do là không có còn chơi bằng vô lăng nữa các bạn. À, quẹo nha mọi người. Ủa sao anh thấy cái đường nó hơi sai sai, nó hơi xa xa á ta. Đúng đường không ta? À rồi đúng rồi, sắp tới địa điểm mình đi upgrade rồi các bạn. Hôm nay mình sẽ đi vừa có upgrade nè. Tính ra con đường kế bên luôn nè. Nó lỡ máu luôn kìa. Đây để thử số 4, để 3 thử nha. Bắt đầu thử luôn. Tốc độ nhanh nhanh xíu nó mới lên đầu rồi. Đó, lên nè. Ui, lên thấy bánh trước luôn kìa. Cái đường này, mấy cái đường này, cái cua nó gắt ghê luôn á. Đường nào? Ôi, đường nào đó. Có mà. Không có. Sao Google lại chỉ đi vô cái đường gì kỳ cục vậy? Ủa kỳ vậy, đâu có đâu, đừng có đường mà ngu gì trời. Hơi mấy kia đi em rách thiệt luôn kìa. Đợi anh giới. Ủa tính ra là mình nó có cái đường đất luôn các bạn. Tin mình đi, nó có đường đất luôn, nhưng mà biết sao Google nó dắt đi cái đường em rách luôn rồi. Này cho các bạn mở mang tầm mắt rồi một con sport bike thiết kế để chạy đi đua luôn nữa. Nhúng. Không biết sao cái ti phù của mình đó các bạn, cái xe mình cái ti phù của nó cực kỳ cao luôn. Cao hơn cái con Ducati, nhiều Ducati có một miếng à đu. Còn con xe mình cái ti phù nó cao quá trời luôn. Đợi anh với. Đồ nhái không cao với lại. Ê mình nói nè đứng này đợi nè, ngáo. Đây có đường rồi nè ngáo. Mời đi đâu đây?
Nè đây có đường nè. Để coi chạy nè, quỹ nào đây. Ngáo, dừng lại. Đây cho các bạn xem cái tia phụt nè. Đó, các bạn thấy cái tia phụt của Ngáo có xíu không? Còn cái tia phụt của mình nó một khúc luôn, gấp 3 lần cái tia phụt của Ngáo luôn. Đâu rồi, xe năm đất rồi, cho anh coi thử cái tia phụt coi. Không hiểu luôn, cái tia phụt nó cao dã man luôn. Hay là do cái thằng kia nó làm lệch cái nguyên cái bát heo á, cho nên nhìn nó cao á. Đâu rồi, cái tia xe năm đất cũng đâu có nhiều đâu, mà dơ quá không thấy rõ. Để reset cái trạng thái xe cái nè. Đây, mời các bạn nhìn vị trí ba cái tia phụt xe Ngáo là thấp nhất có chút xíu à. Xong rồi tới con MV Acosta của Hòa cũng có một miếng à, năm đất thì cao hơn xíu. Còn riêng cái con xe của mình nó cao dã man luôn. Nè, các bạn nhìn là nó cao ơi là cao luôn, không hiểu tại sao luôn á. Ok, bây giờ mình điên đoạn nữa rồi mình sẽ kết thúc tại đây luôn ha. Trời nó đang hơi vẫn còn sáng lắm. Để coi trên đường này mình chạy được nhiêu. Thường mấy con kia là mình hay test con này chạy được tầm khoảng số 380. Ôi con này chạy được 210 luôn kìa. Ngon vậy. Vịt dốc luôn á. Ôm cua cũng ngon là đường đất này đi được. Nói chung là bạn nào mà muốn đi upgrade, muốn mua con này về đi upgrade được. 230 số 4. Chứ số 3 là nó hết tour nó không đủ. Đó, 230 nó không đủ. Còn 230 để số 4 để số 4 đang bị buồn ngủ á. Các bạn quay giờ này nó khuya bị buồn ngủ á. Đừng nó để số 4. Ok đây, coi như xong cái chuyến vừa hôm nay là các bạn đi upgrade có test max speed có, nhưng mà chỉ có không test được với con su thôi. Con su này hạng bữa khác đi, mình sẽ kiếm một cái mấy con xe nó xịn sò hơn nữa mình test. Nay là test cá mập với lại test H2 rồi ha. Rồi vậy thì coi như video này mình sẽ phép từ trên đây. Rất là cảm ơn các bạn theo dõi hôm nay của tờ game The Crew 2 này. Mình hẹn tập sau. Nếu mà bạn thích mình chạy cái con Honda này tiếp mà muốn test nhiều xe hơn, các bạn đừng quên comment phía dưới cũng như là like video và share video giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào các bạn, bye bye. Thông cảm vì hôm nay có mấy cái đoạn mình nói nó hơi bị lộn xộn á, tại vì dạo này mình thức hơi nhiều, hơi mất ngủ một xíu, và giờ này quay cũng khuya rồi các bạn. Giờ này 2 giờ rồi cho nên là nó hơi đuối, hơi bị là mất sao ta, không có được bình tĩnh xíu á. Thôi coi nha các bạn, không cãi giúp mình nha. Hẹn các bạn bữa sau, chào các bạn, bye bye.